qua đã rất đông người tập trung về các nhà thờ cũng như những điểm vui chơi Giáng sinh và chào đón năm mới. 8 giờ tối tại Hà Nội, nhiều tuyến phố gần khu vực nhà thờ lớn đã cấm các phương tiện di chuyển để phục vụ cho người dân đón Noel. Ngay từ sớm, dòng người đông đúc đã đổ về nhà thờ lớn để đón ngày lễ Giáng sinh ý nghĩa bên người thân. Noel đối với người Việt Nam còn là một ngày đặc biệt cuối năm để những người thân trong gia đình, bạn bè tụ tập quây quần bên nhau. Noel, mọi người trong gia đình em rủ nhau đi chơi và cùng hưởng cái phúc lành mà Thiên Chúa đem đến cho nhân gian. Nhưng mình nghĩ là nó cũng giống như ngày hội chung của cả nước thôi. Cũng là một ngày vui của tất cả mọi người, ai cũng muốn được ra đường, được tham gia những ngày hội chung với cả đồng bào Công giáo như này cũng rất là thích. Các cháu đi cũng rất là thích và rất là phấn khởi. Trong ngày này, những món quà cũng sẽ được trao tặng tới những người trong gia đình, bạn bè thân thiết để biểu lộ tình yêu, sự quan tâm. Cùng với đó là lời cầu chúc cho một năm mới bình an dành cho những người thân của mình. Dạo quanh khu vực các xóm đạo ở thành phố Hồ Chí Minh, việc trang trí đã được hoàn tất từ sớm. Không chỉ các giáo dân mà người dân thành phố và đặc biệt là các bạn trẻ cũng đã tới nhiều xóm đạo ở thành phố Hồ Chí Minh để chung vui không khí Giáng sinh. Các trung tâm thương mại, cửa hàng lớn cũng tranh thủ trong dịp này trang trí rực rỡ và mở những ca khúc chủ đề Giáng sinh thật tươi vui rộn rã. Đêm qua, hàng nghìn người dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã đón lễ Giáng sinh trong không khí thiêng liêng ấm áp tại khu vực nhà thờ Phủ Cam, dòng Chúa Cứu Thế ở đường Nguyễn Huệ, Nguyễn Khuyến và nhiều công trình nhà thờ, giáo xứ, giáo phận khác ở Huế đều thu hút đông đảo người dân đổ về để vui Giáng sinh. Những lời chúc an lành cùng với tình yêu thương ấm áp là những gì mà mọi người đã trao cho nhau trong đêm Giáng sinh ở thành phố Đà Lạt. Không gian mộng mơ của nơi được mệnh danh là thành phố tình yêu dường như đã tăng thêm phép nhiệm màu cho những lời cầu nguyện trong đêm Giáng sinh.